Đó, chào cả nhà. Thì đó, đây là cái tờ giấy nè, tờ giấy bên ban quản lý tòa nhà người ta đưa cho mình. Tức là nếu như mình muốn vào trong đây mình quay mình quay phim mà theo cái dạng mà làm vlog giống như mình nè, thì mọi người phải đến ban quản lý tòa nhà xin phép trước, mà mình phải xin phép trước khi quay mà khoảng 3 tiếng đồng hồ á. Thì mình đến bất ngờ nó cũng bị lại, nhưng mình năn nỉ một hồi thì cũng cho. Nếu như cả nhà mà sắp tới mình biết á, thì mình nên đến xin phép trước, không thôi thì mình sẽ bị bảo vệ viện và bắt xóa video á. Đó là cái quy định của tòa nhà. Đây là cái không gian ở phía đằng trước này cả nhà, rất là rộng nha. Không gian ở phía đằng trước. Tổng cộng khu này á, là có 8 lầu và 2 cái tầng hầm. Đó, cả nhà cùng xem với mình nha. Đó. Một vòng. Mình sẽ đi vào ở phía bên trong. Mình sẽ bên trong. Chào cả nhà, tổng đây, chào mừng cả nhà đã đến với Lavers TV. Hiện tại là mình đang đứng ở Giga Mall ở Thủ Đức, của cái quận ngày xưa mà mình ở Sài Gòn nè. Bây giờ mình về mình hẹn hò các cái anh chị em của mình ở đây đến để tham quan. Mọi người đi với mình một vòng nha. Chào cả nhà. Nè cả nhà xem bãi xe một vòng của mình nè. Bãi xe rất là rộng luôn nha. Cả nhà thấy cái bãi xe không? Rất là rộng. Bãi xe to lắm, rất là to luôn. Đó, cả nhà xem bãi xe nè. Bãi xe này mình thấy rộng lắm luôn á. Chỗ này là cửa tự động luôn nè, mình ra vô nó mở ra. Còn đây là cái lối cầu thang, mình xin phép không có quay cái chỗ cầu thang nha. Một vòng ở dưới này, chỗ còn vẫn là hầm, chỗ này vẫn là tầng hầm đúng không anh? Đây là cái khu vực tầng hầm B1 nè. Đó, mình sẽ quay cái khu vực B1, như là chỗ này là cái chỗ ăn uống ấy. Có các cái cửa hàng như cái cửa hàng này của Nhật Bản nè, chắc đây là cái cửa hàng đồng giá. Còn đây là cái cầu thang là lên trên kia rồi. Quay lên cho cả nhà cùng xem nha. Rất là cao luôn. Họ bán rất là nhiều đồ ăn, có gà rán rồi gà nướng rồi rất là gà luộc nữa nè, rất là nhiều loại. Đây là cái khu vực ăn uống nè, có một cái food court nhỏ bên đây. Hiện tại là Việt Nam bắt đầu những cái food court như vậy phổ biến nè. Không lâu có dịp mình ra nước ngoài, mình nhất là Singapore rồi, mình thấy những cái food court như thế này rất là nhiều. Đây là những cái khu ăn uống tập trung, các quầy khi họ mua xong cái hành tập trung rồi để họ ăn. Còn bên đây họ bán bánh nè, mà rất là nhiều loại bánh nha. Mình là fan của mấy bánh này. Ở Đà Lạt á, mình nói chung mình cũng thèm ăn mấy loại bánh này, nhưng vì lý do là mình ở xa, mình ở cách trung tâm đến 13 cây số lận, nên mình cũng không có dịp để đi ăn. Chính nhờ đó là bữa nay mình cũng đã giảm được rất là nhiều ký. Đó, bên đây là họ bán các cái loại mà có một hộp sẵn như thế này nè, giá trung 45.000 hộp nhỏ nhỏ như thế này. Đó. Nhưng mà vô trung tâm thương mại này nên cái giá đó là cái giá hiện tại là giá mặt bằng chung mình, hoặc chi phí mặt bằng và các kiểu nữa. Đây họ bán, họ cho mình thấy những cái nồi như thế này luôn. Đây là cái nồi súp nè. Nồi này là gì đây? Súp rất là cái này là sốt để làm mì Ý, phần mì Ý cái này 55.000 một phần. Cũng có những người xếp hàng để ăn. Còn ở bên đây là cái mà buffet, loại mà buffet sushi nè, buffet sushi đó. Buffet cái này là một phần mua mang về nè, rồi họ có cái quầy để mà ăn buffet sushi. Đó, bên đây nè, bên đây là những cái khu vực mà để
ăn sushi mà theo cái kiểu mà băng băng chuyền ấy, nó như thế này. À đây nè, có nghĩa là cái này là cũng dạng buffet mà nhân mình tính ra từng cái một nhớ như thế này đó. À, là ăn cái màu dĩa màu đỏ là 6.000, màu xanh là 11.000, màu vàng là 21.000 đó, cả nhà cùng xem nè, đó thấy không. Là mình phải đi bây giờ mình phải đi xin, là đi xin xin phép mới được quay. Mình đi phải đi để mình xin phép quay nè, mình cũng sẽ phấn đấu với mình quay một tí. À, lúc bắt đầu mình quay thì có bảo vệ, máy bảo vệ tới, người ta hỏi mình và yêu cầu xóa video, tại vì không có được sự cho phép của tòa nhà. Mà nói chung là mình tính không quay nữa, mà nhưng mình cũng lỡ mình đến rồi nên mình quyết định là mình phải đi xuống bên ban quản lý tòa nhà mình xin cái giấy, gọi là cái giấy này là cái giấy thông hành để cho phép bạn quay phim á. Đây là cái giấy như thế này nè, giấy này mình đang cầm cái này, bây giờ mình cầm đây, mình gặp bảo vệ nào thì mình đưa cho bảo vệ đó để họ có kiểm soát thì họ sẽ cho mình qua. Hồi nãy giờ là cũng có mấy bảo vệ hỏi mình rồi đó. Đó là có một cái đèn chùm led rất là đẹp, anh cùng xem nè. Ở nhà có đoán ra là cái này mà hình như là cái cây thông Noel đấy. Đó, cái hình cây thông Noel rất là đẹp nha. Đây là những cái khu vực bán hàng mặc dạng quần áo phụ kiện rồi này nọ, nguyên cái tầng này đó, rất là rộng. Ở Việt Nam mình bắt đầu có những cái mall mình thấy rộng lắm rồi. Ngày xưa mình đi qua bên Sing mình kêu trời, mình đi lội mỏi chân quá, không biết khi nào Việt Nam mình mới có. Vì mình nói xong cái 1-2 năm sau cái là quá trời luôn. Hiện tại là mình đang ở tầng 3 này. Tầng 3 là có bán những cái đồ ăn theo cái dạng mà food court, mà nãy dưới tầng 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 B B1 mình có quay cho cả nhà đó. À. Đó, mình quay một vòng cho cả nhà cùng xem nha. Bán cái food court như vậy. Còn bên đây là co-op extra này, co-op extra rất là rộng luôn. Ở trong co-op extra thì mình nó là cái hệ thống mà của cũng giống giống như co-op mắt đó, rất là rộng. Đây là một cái quán bán đồ ăn của cái truyền thống của Việt Nam mình ấy. Cũng như là bán cái đồ Việt Nam, là một phần nó như vậy là 149.000. Hiện tại là mình đang đi lên cầu thang nè, mình đang ở lầu 4, đi mỏi chân lắm rồi, đói bụng nữa. Nếu như mình đi hồi nãy giờ mình đi giả đò mình nói chắc chỗ này ở xin nhé, nhiều khi đôi khi đó ai cũng tin nhỉ. Nó rộng lắm mà, chỗ cái khu lầu 4 là các cái bán những cái khu tập thể thao, những cái khu tập thể thao như California bán cái chuỗi phụ kiện cho mẹ và bé rồi. Hôm nay mình làm các cái thủ tục điêu khê lắm mới được phép quay, nên mình sẽ phấn đấu mình quay nhiều nhất có thể cho cả nhà cùng xem. Đây, mình thích nhất là lên review những cái khu vực ăn uống ấy. Mình đi lên cầu thang xin phép không quay. Đây cái tầng 5 là cái khu vực ăn uống này cả nhà. Đó. Hot Story nè. Có King barbecue. Có King barbecue đồ. Chang Fu Chang.
những cái quầy mình có hẹn chị gái mình, hai vợ chồng chị gái mình với lại bé ở lầu bé út của mình ở lầu năm, mình sẽ đi quay một vòng và đi kiếm tụi nó. À, bên đây nè, bên đây có Pizza Hut nè. Pizza Hut ngày xưa mình cũng hay ăn, đúng là mình ở Đà Lạt á cả nhà. Nó đôi khi mình thèm á mà nó không có để ăn nên mình cũng thấy khá là vui. Khá là vui vì cái điều đó. Là quán gà nè, quán gà ta quán có cơm tấm kali rồi đó. Mayway là cái quán đó để dim sum và hải sản. Đây là Sumo BBQ nha. Hiện tại là người ta set up khá là đẹp nè. Sumo BBQ set up khá là đẹp luôn. Ở đây là cái khu vực mình từ lầu 5 mình nhìn xuống nè. Sau một hồi kiếm không ra thì mình nghe nói là bà con mình là đang ở trong đây, ở King BBQ. Bây giờ bắt đầu mình đi vô mình kiếm. Như là có bên đây nè. Chạy cho mất tiêu rồi. Đó, thấy rồi, đâu này. Đây nè. Đây. À, cuối cùng mình đã tới. Con máu đỏ là chị mình, con áo vàng là em mình. Đi quay cho cả nhà một vòng ở bên ngoài á. Mình làm các cái thủ tục giấy tờ để xin phép mình thấy cũng lâu á, nên cũng ráng quay cho cả nhà một tí cho cả nhà cùng xem. Bây giờ mình tập trung mình sẽ quay trong cái nhà hàng này cho cả nhà cùng xem. Đây hẹn hò ở trong đây nè. Đây là King BBQ. Là cái quán buffet. Ngoài buffet ra thì họ có họ buffet ở trên menu á. Ngoài trên menu ra thì họ để một cái quầy này để cho mình tự chọn. Cái quầy này là những cái đồ ăn kèm ấy, với là tráng miệng rồi thôi. À, cả nhà cùng xem nè. Đó. Đó, có kim cải thảo này, rồi mấy cái salad đồ. Đó, kim chi tam sắc, salad dầu giấm, bắp Mỹ, đậu bắp thì không thấy. Này kho lan cũng không thấy luôn. Chắc là tạm hết. Có bánh phồng tôm, rồi há cảo, rồi khoai tây chiên rồi. Bên đây là những cái loại mình nước sốt nè. Có nước mắm, rồi sốt tắc, mayonnaise, muối ớt xanh. Đó. Thật ra là đây nè, cả nhà cùng xem nha. Một tí là bàn chia sẻ sau. Đó, đây là cái khu vực không gian để ngồi nè. Cả nhà cùng xem. Cái khu vực ở trong King BBQ. Cả nhà thấy đẹp không? Mình thì mình thích nướng giữa núi rừng hơn. đây là bà con nhà mình. Đó là khi mình kêu thì nó sẽ có bỏ từng tầng rồi mình bỏ lên. Đó cả nhà thấy không? Cả nhà thấy ngon không? Mình thì mình thích nướng giữa rừng hơn. Tháng 6 lên đi, tháng 6 lên ta bày ra giữa rừng ta nướng cho ăn. Chào cả nhà. Hồi nãy giờ mình đi quay một vòng cho cả nhà xem rồi đó. Bây giờ mình ngồi xuống mình bắt đầu với tâm sự nè. Là mình bắt đầu mình vô mình quay một tí xíu á là bị bảo vệ người ta kêu tới là xóa, không có cho. Là lần đầu tiên mình biết là mình vô trung tâm thương mại là cũng phải đăng ký trước khi tới mình quay á, mình cũng khá là bất ngờ luôn. Nhưng đó là quy định của họ thì mình cũng tôn trọng. Mình cũng đi ngồi mình ngồi làm việc tới chạy chỗ này chạy chỗ kia là cũng phải hết nửa tiếng đồng hồ á, mình mới xin được cái tờ giấy đó rồi ta. Cái tờ giấy này là tờ giấy thông hành quay phim ở trong đây, quay phim chụp hình ở trong đây. Nếu như mình đi mà mình chụp hình gia đình thì không sao nha, nhưng mình mang tính chất mà quay phim từ chỗ này đến chỗ kia mà để giới thiệu cho mọi người là bắt buộc mình phải xin vô trong đây, mình phải xin. Mọi người lưu ý nha, thôi là bảo vệ nó bắt xóa đấy. Thôi, vậy thôi, tạm thời gác nó lại. Bây giờ mình ngồi, mình ăn đó đã. Anh giảm lượng đi ăn. Cái này không có ăn sống được đâu. Phải chia nhé. Cái này nó hơi cháy. Bình thuận là tay trái. Tay trái mới được.
Đó, em gái mình đây là bé Út nè, cũng ăn tay trái. Mời cả nhà. Mời cả nhà nha. Thấy ăn cũng cũng ngon. Chắc mình trải qua cái cảm giác mà mình hang nướng ở ngoài ở giữa rừng đó nên mình thích cái cảm giác đó hơn. À, bé Út cũng cũng lên trên mình lần rồi nè, bây giờ phỏng vấn nha. Ăn ở đây với ăn nướng ở giữa rừng chỗ nào ngon hơn? Ăn ở giữa rừng thì nó có cảm giác là xe xe lạnh thì nó đã hơn, thì còn ở đây thì đầy đủ thành viên gia đình hơn cho nên có mỗi cái thì nó có mũi hay. Tao lại con này cả nhà thấy nó nói như không 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 có ở trên núi được cho nên vậy á. Mọi người xem cái video á, mình sẽ đính cái góc phải nè, cái thẻ mình đính kèm nè, có mặt bé này nó khen đáo, nó khen đẻ rồi bây giờ nó nói như vậy á. Cái chỗ này á là món cái nhà hàng thịt nướng theo cái kiểu của Hàn Quốc nhưng nó là của Việt Nam cả nhà nha. Mình thấy ăn lâu lâu mình có dịp mình cũng hay ăn chỗ này lắm. Mời cả nhà. Cái thịt chỗ này nó cũng mềm. Ăn kèm với này ngon không chị? Ngon quá. Ăn cho nó kèo á. Bỏ gần thịt cho nó kèo á. Mời cả nhà cà rốt nha. Cái cà rốt đó, đúng cái cà rốt của Đà Lạt đó, mọi người ăn sẽ có cái cảm giác nó khác, mình không có cảm nhận được cái vị đó. Nó ngọt. Mà khi mình cắn vô nó còn giòn mà nó ngọt mà gần như là bằng mình nói hơi quá nhưng ngọt là cũng cái vị ngọt nó rất là thanh. Cái này như không phải là cà rốt Đà Lạt. Đây là mình đi với vợ chồng chị gái của mình. Đây nè, đây là vợ chồng chị gái của mình. Đó, vợ chồng chị gái mình. Hai ông bà ở Sài Gòn. Còn bên đây là bé Út của mình. Bé Út này còn đã đi lên Đà Lạt chơi với lại nhà mình một chuyến rồi. Mời cả nhà. Chị mình hỏi á, kêu là rau này có ngon Đà Lạt không? Thì mình nói thật luôn là rau Đà Lạt thì quá là ngon rồi. Nếu như mà đúng rau Đà Lạt thì mới ngon. Còn không phải rau Đà Lạt mà ở đâu đó, ở Việt Nam mình thì mình xin lỗi trước thì mình thấy ăn rau Đà Lạt thì quá ngon. Ai đã ăn từng ăn ai ăn rau Đà Lạt thì đã biết rồi. Mình chỉ nói cái đó mình chia sẻ thật lòng thôi. Không, nhưng mà rau này có phải rau Đà Lạt không? Thật sự khó biết lắm, salad này á. Cái salad này chị mình hỏi là có phải là salad Đà Lạt hay không. Hôm trước là mình có trồng một mấy luống như này nè. Cái này thì mình cũng không biết luôn á. Không á.
có thể nó là Đà Lạt, hoặc là nó có thể nó ở dưới miền Tây hoặc là Đồng Nai để mang lên đây, mình nghĩ là vậy. Không chắc được, không chắc, mình không có dám trả lời cái câu hỏi đó. Nhưng mà có ngon bằng cái rau Đà Lạt em ăn không á? Đúng rồi rồi mà. Cái rau mà Đà Lạt thì chắc chắn là ngon hơn rồi. Không bằng. Tại cái rau á, chị mình hỏi là cái rau này có ngon bằng rau Đà Lạt không? Nếu như mà rau này rau Đà Lạt luôn mà nhưng nó đã bỏ ở trên mình á, mình cắt cái là mình ăn ngay lập tức thì cái vị nó rất là ngon. Còn cái rau này á là người ta đã mang về, người ta sơ, người ta rửa cho sạch rồi người ta bảo quản, rồi có thể là bỏ quản vô tủ lạnh, tủ mát này nọ, nó không còn cái vị mà khi mà đúng cái vị mà mình hái vô mình ăn liền nó rất là ngon. Nó còn cái mùi, nó còn một tí mủ á, nó giữ lại cái vị nó ngon lắm. Thôi mình nói hơi nhiều rồi. Hôm nay mình chia sẻ cho cả nhà một tí xíu như vậy nha. Nếu như mà mọi người vào đây á, mọi người ăn uống thì không sao. Nếu như mà mình muốn làm theo cái dạng mà quay phim này, quay video giống như mình á, thì bắt buộc mình phải xin phép trước tòa nhà. Thì đây là cái quy định của họ, thì mình cũng phải tôn trọng trước, chứ không thôi thì bảo vệ người ta bắt mình, người ta xóa, ráng chịu á. Thôi, cảm ơn cả nhà đã xem cái video này nha. Cả nhà nhớ đăng ký kênh cho Lavers TV để ủng hộ mình nha. Cái video này cực khổ lắm mới quay được đó. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.